phiên tối của ngày 19 tháng 4 năm 2023. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại tiếp tục lên xả rất là nhiều hàng giá yêu thương. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác mình có thể đặt hàng, có thể liên hệ qua số điện thoại 0981 550 768. Cái số điện thoại trên là đồng thời em cũng dùng Zalo nhé. Các bác nào có nhu cầu mình mua ngoài những cái đơn châu các bác đặt này, các bác có thể đặt thêm những cái gì hoặc là cái mặt hàng gì thì các bác có thể liên hệ qua Zalo, em sẽ chụp hình báo giá nhé. Em có một số cái mã châu Thái, hàng này em sẽ xả, em chia mã ra em xả. Và cái hàng này thì nó ăn hàng là hàng thuần rồi và hàng là hàng thái xịn nhé các bác nhé. Đấy, có cây nó lỗi một xí, có cây nó không lỗi một tí nào nữa các bác nhé. Trên mỗi một ô em sẽ chia làm nhiều màu, không có màu trùng lập đâu nhé các bác nhé. Em cho các bác xem một qua một số mặt hoa này. Hồng đỏ, sắc pháo, cam nửa, cam cháy, vàng, bông mai cánh vàng, xanh cốm, trắng lưỡi đỏ, trắng lưỡi hồng, trắng lưỡi vàng đây này, này các bác nhìn thấy chưa đấy. Bò sữa, đỏ đốm thì rất là nhiều loại đỏ đốm nhá. Và cái hàng này hàng thái xịn cho nên là về các bác trồng cực kỳ là yên tâm. Vì sao em nói vậy? Vì em giải thích cho các bác nghe. Khi mà các bác mua cái hàng trồng tại Việt Nam ấy, đầu tiên là em dạy các bác cách phân biệt lá này. Cái lá này bao giờ người ta cũng phun đẫy thuốc, nó vẫn còn thuốc ở đây ở trên đây này. Cái thuốc nó màu xanh xanh ấy, là họ cho ăn nhiều thuốc kích thích nó kiểu như là khoa học, nó không được ăn không đúng liều lượng ấy. Lá nó rất là mọng nước, nhưng về các bác trồng nó chỉ đeo đi thôi. Còn đây cái hàng Thái thì người ta cho này, phân thuốc là đều, lúc nào lá nó cũng đanh như thế này. Về các bác trồng là có những cái rễ khô như thế này này, các bác cắt đi. Đấy, tại vì trong quá trình vận chuyển thì rễ nó khô mà, các bác cứ cắt đi. Các bác cắt đi cho em thì chỉ vài bữa là rễ mới nó lẩy ra ngon ngay. Đấy, hàng này nó sẽ hơi lỗi một xí, có cây lỗi, có cây không lỗi cho em thanh lý. Và hàng này là hàng thuần rồi. Và em sẽ đo chiều dài bản lá cây cho các bác xem. Đây các bác nhìn thấy chiều dài đấy nhá. Đấy. Và đây nữa, một điều nữa em nói đến cho các bác này. Hàng này là em bán theo ô, theo chậu, chứ em không bán hàng cân. Cho nên là một số bác hỏi là bao nhiêu một cân. Hàng này em không bán cân nhá các bác nhá. Mã 21, H21 của em là 4 chậu 290.000. Chậu thứ nhất đây các bác ơi, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Các bác mua trong cái cây nó khô như thế này nhưng về cực kỳ yên tâm. Các bác mua những cây kia nó mọng nước về thì chỉ có chết thôi. Mã H22 4 chậu 290.000. 1 này, 2 này, 3 này. Cái đầu này, cái cây này nó đẻ con nhưng mà nó chết rồi nhá. 3 này, 4 này. Và em sẽ chia đều nhá. Cây nhỏ thì được nhiều cây mà cây to thì được ít cây nhá. Mã H23 4 chậu 290.000. Chậu thứ nhất này, 2 này, 3 này. Hàng này hàng thuần nhá. Em bỏ ra em bán đấy ạ. 3 này, 4 này. Tiếp là mắt H24 này, 5 chậu 290.000. 1 này, toàn hàng mít xếp đấy các bác nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Một đống to tướng nhá. Và quên mất các bác ơi, hàng này em bán hàng giá như vậy là giá bao ship nhá các bác nhá. Hàng này hàng em bao ship này, 290.000, 5 chậu bao ship tận nhà luôn. Mã H25, 5 chậu 290.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, H25 này. Tiếp đến mắt H26 này, gồm có 5 chậu 290.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Mã H27 cũng 5 chậu 290.000. 1 này. Và em nói không mấy hàng thối nhá các bác nhá. Không có hàng thối nhá. 2 này, 3 này. Đây, cái con này đẹp quá. Là xếp 3 này, 4 này, xếp mít này, 5 này. Hàng này nó chỉ hơi thi thoảng nó nứt nứt hoặc nó sứt sứt một tí thôi, chứ không có hàng thối. Mã H28 là 7 chậu 290.000. Chậu thứ nhất này, 2 này, 3 này,
4 này, 5 này, đôi 4, 6 này, với 7 chậu nhá. Em nợ các bác 1 chậu vào đây. Mã này đã 3 mã 7 chậu nhá, 290.000 chắc bốc phát ra rồi chỗ kia. Chị nhận cho em một cây con ở chỗ kia bỏ vào đây cho em nhá. Mã H28 7 chậu 290 này. Mã H29 5 chậu 290.000, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Và mã H30 5 chậu 290.000, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Và các bác ơi, các bác nào mình đặt hàng ấy thì mình để ý chú ý nghe điện thoại giúp em để bưu tá họ gọi điện họ phát hàng nhá. Không là tránh tình trạng là bưu tá gọi các bác không nghe máy xong là gì đấy. Và có những cái bác đặt hàng 2 hôm rồi, hàng đến nơi rồi các bác là bác bảo bác đi về quê, bác hủy, bác về quê nhưng mà vẫn có người nhận được nhá. Các bác không mua, các bác lý do em vậy. Rồi sau đây em sẽ lên một số hàng thuần đấy ạ. Em vừa cập bến được một cái lô nhạn VIP. Hàng này hàng Thái nha các bác nhá. Hàng này em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Hàng này hàng trồng thuần rồi, trồng ở trên bảng gỗ. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đây, em cho các bác xem này. Đẹp lắm, yêu cực kỳ luôn. Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng nhạn Thái này thì hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch. Và hoa nó cực kỳ là thơm. Đây, hàng em trồng thuần trên bảng gỗ rồi các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, bảng gỗ có móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo thôi. Trung bình một bảng nó từ 7-8 cặp lá trở lên. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Giá em chia sẻ đến các bác giá là 190.000 một bảng. Và giá trên chưa bao gồm phí ship, và em ship từ 2 bảng trở lên. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới ship một bảng nha các bác nhá. Tại vì là vì sao mà em không ship một bảng? Vì là nhà em bán giá quá rẻ rồi. Em ship như một bảng là em không có công, em lại còn bị lỗ nữa. Cho nên là các bác chú ý cho em nhá. Đấy, 190.000 một bảng và em ship từ 2 bảng trở lên. Các bác nhìn này. Siêu đáng yêu luôn. Đấy. Trung bình nó cây 7-8 cặp lá nhá. Đấy, em cứ nó sẽ có thể hơn nhưng em chỉ nói vậy thôi, và thi thoảng nó có cây đẻ con nhưng em để cho ưu tiên cho các bác nào mua nhiều thì em sẽ nhặt cây đẻ con cho các bác. Đây này. Đấy. Hoặc là các bác nào mà mua cây đẻ con thì giá tiền nó sẽ hơn nhá, chứ không thể là cây to mà lại bằng giá tiền cây bình thường được nhá. Các bác chú ý cho em. Và đây là một cái dòng hoa hải yến nha các bác nhá. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Và hoa nó cực kỳ là thơm luôn. Rồi, dòng hoa thơm nổi tiếng luôn các bác nhá. Đây này, cuống cây nào, chậu nào cũng có cuống hoa cũ rồi. Trên một chậu nó sẽ trung bình nó có từ 2 cây trở lên nhá. Nó có sẽ thể có nhiều hơn. 2 cây thì nó sẽ bé, mà nhiều cây thì nó sẽ nhỏ. Nhưng mà em sẽ bán theo cái sơ di là từ 2 cây, từ 2, một chậu từ 2 cây trở lên nhá. Em cho các bác xem qua mặt hoa này. Nó sẽ có một mặt hoa như là màu xanh này. Đấy, và màu tím này. Em cứ gọi như vậy. Đấy. Hoa thì siêu thơm luôn. Bảo hành hoa thơm. Như các bác nào mua nhà em những năm trước thì biết rồi đấy. Hoa siêu thơm luôn. Thơm lắm ấy. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em ship từ 2 chậu trở lên. Đấy, em ship từ 2 chậu này trở lên. Chậu thuần rồi có móc treo sẵn rồi nhá. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Bác nào mình có thể mua ghép đơn thì em sẽ ship một chậu nhá. Còn không là bình thường là em ship từ 2 chậu trở lên. Hàng em bán rẻ lắm rồi cho nên là em không ship một chậu nha các bác nhá. Giá nó quá là ok rồi. Đấy. Hàng này về thì các bác chỉ chăm sóc bình thường thôi. Một tuần đến 10 ngày. Các bác cho em ăn cái phân bón lá và B1 nhá. Đấy. Siêu yêu luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hoa nữa, đó là trầm môi tuyết nha các bác nhá. Đây này, một số cây mặt hoa nó vẫn còn đang đẹp và còn đây này. Hoa ở bên ngoài hoa màu sắc cái màu tím thì nó sẽ đậm hơn ở trên ảnh nhá, ở trên trên máy này.
Thì giò hoa nó cũng gần tàn đấy các bác. Đấy, trầm môi tuyết nhá. Hàng này là hàng giống Đài Loan nhá các bác nhá. Chậu siêu nhiều thân, một số cây đang có nụ có hoa, một số cây là chưa ra nụ nhá. Đây, ví dụ như em lấy cho các bác một cái chậu như thế này. Đây, cây như này. Đấy, đây có cái thân nó ra hoa rồi này. Có thân nó chưa ra hoa, mầm non đang lên nhá. Hoa này thì siêu thơm luôn, trầm môi tuyết giống Đài Loan nhá. Em sẽ bán cho các bác giá là combo là 280.000 bốn chậu như thế này. Đấy. Và giá trên này em bao ship nha các bác nhá. Đấy, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 280.000 bốn chậu, mặt hoa thực tế đây. Đấy, trầm môi tuyết nhá. Hàng này thì cực kỳ dễ chăm sóc, hàng nó thuần rồi, trong chậu về các bác chỉ việc cho vào treo lên, móc treo lên để mình chơi thôi các bác nhá. Hoa thì siêu thơm luôn. Cho các bác xem lại mật hoa lần nữa này. Thơm lắm, đẹp lắm. Nói là trầm thì trầm nào cũng thơm, còn đẹp nữa cơ. Cái bông này này. Đấy, giả hạc ô lô 15 nhá. Hàng này hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Một chậu siêu nhiều thân. Nói về cái dòng giả hạc ô lô 15 này thì thân nó không to mập như những cái hàng khác đâu các bác nhá. Thân nó nhỏ nhỏ xinh xinh này. Một chậu bao nhiêu thân này. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Có một cây nó, mặt hoa nó thực tế, nó đang, hoa nó gần tàn đây này này. Đấy, ô lô 15 nhá. Hoa siêu thơm luôn. Hàng này em sẽ bán combo cho các bác là 280.000 bốn chậu như thế này. Và em bao ship nha các bác nhá. Hàng này có móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và tầm 5 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái B1 hoặc cái phân bón lá một lần nha các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn. Thơm lắm. Ở đây có một bông mà thơm cực kỳ luôn. Và đây là một cái mặt hàng siêu hot hit luôn. Trầm trắng nhá, trầm trắng môi tuyết. Hàng này cũng là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Một chậu rất là nhiều thân. Đấy. Em sẽ bán combo cho các bác giá 280.000 bốn chậu và em bao ship. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bảo hành mặt hoa trầm trắng môi tuyết cho các bác nhá. Hàng này hàng giống Đài Loan cho nó rất cực kỳ là chuẩn luôn. Đây, 280.000 bốn chậu này. Em bao ship này các bác nhìn này. Rẻ chưa? Đấy. Mầm non đang lên chi chít nhá. Một số những cái dòng này là một số cây nó ra hoa rồi, một cái số cây nó chưa ra hoa nhá. Nhưng hầu như nó ra hoa rồi. Mình mua này là mình mua làm hàng giống nhá. Em bảo hành mặt hoa trầm đúng chuẩn trầm trắng cho các bác nhá. Đấy. Hoa siêu thơm luôn. Hôm nọ các bác nào mua trầm trắng nhà em thì biết rồi đấy. Hoa siêu thơm luôn. Và cái giống này giống là hàng Đài Loan họ nhân giống cho nên là rất là chuẩn giống luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa, đó là di linh tím nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này siêu đẹp và siêu thơm luôn các bác nhá. Bảo hành hoa thơm luôn cho các bác. Hàng này mùa này mầm non nó đang lên nhá. Mầm non nó đang phát triển này. Đấy. Em sẽ bán combo cho các bác giá 280.000 bốn chậu và em bao ship. Đây, các bác mua về chỉ việc móc vào và treo lên chơi thôi. Nhà bác nào chưa có móc thì nói em cho móc vào nhá. Em tháo móc ra để dễ cho dễ vận chuyển. 280.000 bốn chậu, em bao ship. Đấy, di linh tím. Và cái mặt hàng thân thòng này em có 4 loại này. Trầm trắng này, ô lô 15 này, trầm môi tuyết, di linh tím. Em bán đồng giá như nhau. Các bác thí dụ các bác lấy mỗi loại một chậu là 4 loại 4 chậu 280.000, em bao ship nhé các bác nhá. 280.000 em bao ship mỗi loại một chậu. Hoặc các bác lấy combo một loại ô lô này 4 chậu 280.000, một loại trầm trắng cũng 4 chậu 280.000, một loại di linh tím 4 chậu 290.000 và một loại trầm môi tuyết cũng 4 chậu 280.000 nhá các bác nhá. Và các bác ghép đơn đều được. Tất cả những cái mặt hàng thân thòng hàng Đài Loan này em sẽ bao ship. Em lại còn sót một cái mã hàng này nữa. Cái mã này là đen rô chớp hoa nhiều màu nhá. Em đánh mã số 66 này. Các bác nhìn thân to như cái ống điếu ấy. Đấy,
cao to, cao to dài nhá. Em xả hôm nay hàng lá mít nhá, hôm nay em xả 8 chậu như thế này. Em xả giá 290.000 và giá này em không bao ship nhá các bác nhá. Các bác nhìn tơ tít chưa? Đây này. Yêu chưa? 2 4 6 8 chậu 290.000 và giá trên em không bao ship nhá các bác nhá.